À, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách làm chuồng cỏ từ cái nước nước cá cũ nha các bạn. Cái mình cho vào ba cái hũ này ha. Mình sẽ tạo chuồng cỏ ra cho mọi người coi. Mình chế thì chế ít thôi mọi người, tại vì mốt mà mình cho nó ăn nữa nên mà mình không cần cho nhiều nữa. Mình chuẩn bị nước cá cũ sẵn ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quá trình mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà nuôi cái chuồng cỏ hiệu quả nhất ha. Đây là cái dâu ua nha mọi người, dâu ua nè các bạn. Đi ra ngoài chợ các bạn mua dâu ua về các bạn sử dụng để nuôi chuồng cỏ nha. Các bạn ăn thì các bạn còn miếng nè các bạn cho vô đây ha. Đây, cái này là nước nước sạch nha mọi người, nước sạch mình dùng để mình pha loãng cái dâu ua này nè mọi người. Ấy cho sạch luôn chứ còn thì nó ổn. À. Rồi mình cách mà tạo chuồng cỏ thì mọi người chỉ cần sử dụng cái nước này nè, mọi người đổ vô đây ha, mỗi lọ một miếng thôi. Mỗi lọ một miếng thôi nha. Thì mình bỏ vô đây thì nó khoảng chừng 3 ngày là nó sẽ ra chuồng cỏ đầy đó. Thì có gì mình sẽ quay lại cho tất cả mọi người coi ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái đồ đậy nha mọi người. Lấy đồ đậy bít cái này lại để cho muỗi á nó không vô đẻ lăng quăng. Mà mỗi khi mà có lăng quăng trong đây là nó sẽ ăn chuồng cỏ hết nha mọi người. Con này mình sẽ để trong mát nha. Đây là để cho nó muỗi nó không vô. Chào các bạn nha, đây là cái mấy cái hũ chuồng cỏ hôm bữa nha các bạn. Cho các bạn coi nè. Chuồng cỏ thì nó cũng không nhiều, thì 3 ngày các bạn, tại vì mà mình chưa có giống sẵn á, thì 3 ngày thì chuồng cỏ nó không có nhiều nha, chỉ có nhưng mà nó chưa phát triển nhiều nên đây các bạn thấy không, thấy mấy cái li ti nhỏ nhỏ nó bơi không. Ở đây có một con lăng quăng nè, cái này mình đậy không kỹ nè các bạn. Để mình lấy cái hộp này, cái này xích qua đây để nó chặt chỗ mình không coi được cái hũ bên đây ha. Hũ này cũng vậy luôn nè. Đó các bạn thấy không, thấy chuồng cỏ chưa? Trên lớp mặt các bạn nhìn trên lớp mặt nó chưa có nhiều nha các bạn. Thì khoảng chắc hơn 2 ngày nữa nó sẽ rất là nhiều nha, tại vì mới 3 ngày với lại là không có giống thì cái thời gian mà nó thành chuồng cỏ nó lâu hơn bình thường nha các bạn. Tại vì nếu mà có giống rồi đó thì mình sẽ cho cái sữa có da ua đó vô thì nó sẽ phát triển rất là nhanh, còn mình không có giống thì mình sẽ đợi mấy ngày mới có ha. Nói chung là hũ nào cũng có hết trơn nha các bạn. Có hũ kiến thì mình có nhìn thôi, mấy hũ này cũng có nữa nè nha các bạn. Nó không có nhiều nhưng mà thôi, các bạn thấy nó bơi không?
Và đây là chùm cỏ ngày thứ tư nha các bạn. Đó, lên nhiều hơn hôm qua rất là nhiều luôn các bạn ơi. Thì mình nghĩ đó, ngày mai là ngày thứ năm là nó sẽ lên rất là nhiều luôn á. Cái này là chùm cỏ sau 4 ngày nha. Để ngày mai mình sẽ quay một lần nữa cho các bạn coi nha. Thì mình mới cho cái chùm cỏ này ăn hồi hôm qua, tại vì 3 ngày mình sẽ cho ăn lần nha các bạn. Cho ăn thì mình cũng làm yên tương tự như là mình lúc đầu mình cho vô ha. Rất nhiều cái này cho cá ăn được rồi nha mọi người. Còn có rất là nhiều luôn rồi. Bên đây cũng có nữa nhưng mà cái ban ngày á mình khó thấy hơn bằng cái hũ bên đây các bạn. Tại vì ba cái hũ này như nhau à, nên cái này là dễ coi nhất nè. Nếu mà muốn coi thì ban đêm á coi sẽ thấy rõ hơn, tại vì ban ngày mình quay nó hơi bị khó nhìn thôi các bạn. Đó, các bạn thấy trồng cỏ rất là nhiều luôn. Rồi bye bye các bạn nha, ngày mai mình sẽ quay lại tiếp theo cái ngày thứ năm cho các bạn coi ha. Chào các bạn nha, đây là mình quay buổi tối đó các bạn, cho nó dễ nhìn thấy, cho các bạn dễ nhìn thấy nha. Là đây là ngày thứ tư nha các bạn, chiều tối của ngày thứ tư đó. Đây rất là nhiều luôn các bạn ơi. Thì mấy cái lọ bên đây cũng vậy luôn ha, tại vì buổi tối ban ngày mình quay các bạn nhìn không rõ, nhà ban đêm mà nhìn rất là rõ luôn, rất là nhiều luôn nha các bạn. Hay quá trời luôn nè. Như đây là cá ăn vô tư luôn. Và tới cái lần này, bên này thì mình bị lăng quăng. Mình đậy không kỹ các bạn. Quăng vô lẻ quá trời luôn. Nhưng mà chùm cỏ vẫn còn rất là nhiều luôn ha. Lăng quăng nó ăn không hết luôn. Đó. Là tới hũ trong này luôn ha, mình quay hết các bạn coi luôn. Bên đây nữa nè, mấy cái này mình khó coi quá, có cái này là dễ coi nhất nè, tại vì nó này nó cao nè, mình dội từ dưới đít dội lên á mọi người, chứ dội gì cũng không thấy nè các bạn thấy không đó. Rồi dội xéo lên trời nè mới dễ nhìn thấy được. Cái này là kết quả sau 4 ngày nha các bạn, đầy luôn. Nhiều đây thì cá mấy bầy ăn luôn nha các bạn. Sau 5 ngày thì trồng cỏ rất là nhiều luôn nha các bạn. Nó dưới đáy quá trời luôn nè. Các bạn thấy trắng trắng đúng không? Trắng trắng không? Đó, nó về đó. Quá trời luôn nè. Quá trời luôn. Vậy là khi mình sử dụng cái dâu á thì sử dụng trong vòng 5 ngày thì nó sẽ lên rất là nhiều nha các bạn. Còn bên đây hũ đây nè. Đó, bên đây cũng quá trời luôn nha các bạn. Rồi clip đến đây kết thúc nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem cái clip của mình. Thì
nên là ngày thứ năm thì các bạn có thể là cho nó ăn vô được rồi nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha, bye bye.